Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga Official. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng về phòng the. Và trong video ngày hôm nay là một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng rất nhiều nam giới quan tâm và các bạn cũng hỏi khi mà mình livestream rất là nhiều luôn. Đó là điều gì xảy ra khi một người đàn ông mà có ham muốn quá cao. Có thể nói ham muốn là cái nhu cầu sinh lý hết sức bình thường và nó là cái yếu tố rất là quan trọng để cho các bạn có thể gắn kết tình cảm lứa đôi, giúp cho tình cảm vợ chồng thăng hoa, đồng thời là nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Nhưng mà nếu như là nam giới có ham muốn và cái nhu cầu quá cao thì nó lại phản tác dụng và nó gây ra những cái ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đồng thời nó cũng gây ra những cái điều rất là tiêu cực đến hạnh phúc gia đình. Thực tế thì sao ạ? Có rất nhiều nam giới đang gọi là đau đầu về cái vấn đề này, không biết làm thế nào để mình có thể giảm bớt ham muốn. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nguyên nhân tại sao mà một số nam giới ham muốn người ta lại cao hơn bình thường. Đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái tác hại khi mà nam giới có những cái ham muốn quá cao như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng ham muốn quá cao. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng ham muốn quá cao ở nam giới đó là do cái nồng độ hormone nam testosterone của các bạn nó tăng cao một cách đột biến. Ngoài ra thì những cái tác động về từ xã hội, tâm lý cũng là những cái nguyên nhân kích thích nhu cầu ở phái mạnh cao hơn cái mức bình thường. Các bạn cũng biết rằng là đến độ tuổi dậy thì cả nam giới và nữ giới đều có những cái sự thay đổi rất là lớn về mặt tâm lý. Và lúc này các bạn bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về những cái vấn đề liên quan tới giới tính và đặc biệt là tình dục. Bên cạnh đó thì là sự phát triển mạnh mẽ của các cái mạng xã hội hiện tại. Các bạn cũng thấy là ở nhà trường cũng như xã hội thì đa phần là bố mẹ, thầy cô đều rất là ngại chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, tình ái. Cho nên là hầu như các bạn chỉ có lên mạng, các bạn tự tìm hiểu và đó cũng chính là những cái nguyên nhân gây ra những cái phát sinh, những cái thói quen, những cái ham mê tình dục quá độ ở rất là nhiều thanh thiếu niên hiện nay. Và tiếp theo, trong một số những cái trường hợp khác, nguyên nhân có thể là do nhận thức của các bạn bị ám ảnh, các bạn bị sang chấn tâm lý do tiếp xúc với những cái hình ảnh mà nó gợi cảm những cái bạo lực trong tình ái, hay chỉ đơn thuần là các bạn đam mê thích thú với những hình ảnh nhạy cảm, rồi từ đó dẫn tới việc là các bạn lạm dụng tự xử và các bạn quan hệ quá nhiều. Ngoài ra thì nhiều nam giới hiện nay do là cái áp lực công việc, cuộc sống, tình dục thì cũng rơi vào những cái trạng thái đó là các bạn rất là mệt mỏi, căng thẳng. Do đó thì các bạn tìm đến những cái bộ phim 18 cộng để tự thỏa mãn nhu cầu bản thân. Và những cái nguyên nhân đó khiến cho nam giới hiện nay rơi vào những cái tình trạng là ham muốn quá độ. Và nếu như các bạn cứ để cái tình trạng này kéo dài thì nó sẽ gây ra rất là nhiều tác hại cho cơ thể của các bạn. Bên cạnh đó thì một số người đàn ông từ 50 tuổi trở lên thì cái ham muốn của các bạn cũng tăng cao. Cái nguyên nhân không phải là do cái nội tiết tố của bạn tăng cao mà là do bởi vì mình lớn tuổi rồi, lúc này nội tiết tố ngược lại là nó bị suy giảm. Suy giảm tới cái mức mà rất là hiếm những cái lần nào mà các bạn có thể quan hệ thành công được. Và chính vì việc mà các bạn quan hệ không thành công như vậy kéo dài từ năm này qua năm khác, dẫn tới cái việc là cơ thể chúng ta không được thỏa mãn về mặt tình ái, dẫn đến cái việc ham muốn của các bạn tăng cao nhưng mà vẫn không thể nào thỏa mãn được, thì lúc đó các bạn có thể sử dụng cái mã phục đan kết hợp với cái tinh hào cường lực này. Nó sẽ giúp cho các bạn tăng được độ cương cứng của cậu nhỏ, đồng thời các bạn có thể duy trì được độ cương cứng trong suốt quá trình quan hệ. Và đây cũng là sản phẩm mà hỗ trợ rất nhiều khách hàng, hỗ trợ rất là nhiều nam giới trong kênh của bên mình để các bạn có thể thực hiện được thành công những cuộc quan hệ. Và từ đó thì cái ham muốn, cái sự thỏa mãn của các bạn nó cũng từ từ nó cũng sẽ giảm đi nha.
Rồi mình sẽ đi vào trở lại cái video của ngày hôm nay là mình sẽ nói về những cái tác hại đến sức khỏe nếu như mà các bạn có những cái ham muốn quá nhiều. Vậy thì cụ thể cái tác hại nó như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải kể đến những cái tác hại liên quan về mặt sức khỏe. Có nhiều nam giới đã từng nhắn tin cho mình là nếu như mà một ngày họ không tự xử hoặc là họ không quan hệ thì họ không thể nào ngủ được. Ít nhất là họ phải tự xử một lần. Có người thì tự xử 2-3 lần liền, rồi cũng có người là bảo là sau đêm nào cũng phải quan hệ ít nhất một lần, có người thì 2-3 lần sau đó mới đi ngủ được. Vậy thì cái tình trạng mà các bạn đang quan hệ cũng như là các bạn tự xử, đại loại là các bạn xuất tinh quá nhiều như vậy thì nó sẽ gây ra những cái tổn hại về mặt sức khỏe cho các bạn là đầu tiên. Bởi vì các bạn biết rằng hoạt động tình dục nó cũng giống như là cái việc là chúng ta vận động thể dục thể thao, nó tiêu tốn rất là nhiều năng lượng và calo. Vậy thì ngày nào đó nếu như các bạn cũng ngày nào cũng tự xử hay ngày nào cũng quan hệ thì đầu tiên nó sẽ làm tổn hao về mặt sức khỏe, nó gây ra cái sự mệt mỏi, kiệt sức. Rồi tiếp theo phải nói đến là chức năng sinh lý của các bạn. Nếu như mà các bạn hoạt động với tần suất cao trong một cái khoảng thời gian dài như vậy thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề như là rối loạn cương dương này, xuất sớm này, thậm chí là vô sinh. Có rất nhiều nam giới là chủ quan, nói đến bây giờ thậm chí là năm nay đêm nào hai vợ chồng cũng quan hệ một lần hoặc là hai lần mà không thấy bất kỳ cái vấn đề gì cả. Nhưng mà mình xin khẳng định với các bạn, nếu như mà các bạn duy trì cái tần suất đó thì chắc chắn rằng thứ nhất là về sức khỏe sau này các bạn sẽ bị tổn hại về mặt sức khỏe nè. Rồi cái vấn đề về sinh lý sau này chắc chắn các bạn cũng sẽ gặp phải. Đó là cái trường hợp nam giới mà có cái bạn tình mà đối tác có thể thực hiện khó có thể thực hiện cái hoạt động tình dục á. Vậy còn trong nhiều trường hợp nam giới độc thân mà các bạn chưa có người yêu hoặc chưa có vợ, không được thỏa mãn cái nhu cầu thì sao ạ? Bản thân họ lúc nào cũng cảm thấy rất là khó chịu, bức rứt, bí bách vì không được giải tỏa, và trong đầu lúc nào cũng có những cái suy nghĩ quẩn quanh liên quan tới chuyện ấy, thì làm sao có thể thỏa mãn được nhu cầu bản thân, phải không nào? Cái tác hại thứ hai là các bạn không tập trung vào công việc. Và chính cái tình trạng này dẫn tới cái việc là các bạn không thể tập trung vào công việc. Giống như khi mà các bạn bị đói đi thì các bạn sẽ tập trung vào cái bụng đang đói của mình, đúng không? Thì bây giờ tôi đói quá, tôi phải làm sao? Tôi phải được ăn. Thì ăn xong no bụng rồi á thì mình mới có thể tập trung vào cái công việc khác được. Thì với cái tình trạng là thiếu thốn trong cái chuyện chăn gối cũng vậy, nó tương tự như vậy, nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn. Cho nên là nam giới rất là nhiều người bị căng thẳng, bị mệt mỏi nè. Ngoài ra nhiều nam giới là không có đối tác thì họ sẽ tìm đến cái con đường là xem phim 18+, rồi tự xử. Và các bạn cũng biết rằng khi mà các bạn lạm dụng tự xử quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý. Nhiều nam giới lạm dụng tự xử rồi sau đó các bạn lại bị rối loạn cương dương nè, yếu sinh lý nè, rồi xuất sớm nè, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Nó gây ra những cái hệ quả rất là khó lường, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh sản sau này. Rồi nguy hiểm hơn nữa là nhiều nam giới rồi trẻ tuổi mà các bạn không biết cân bằng ham muốn của bản thân, các bạn tự xử quá nhiều như vậy, sau này mình lấy vợ về mình bị nhạy cảm ở phần đầu cậu nhỏ và mình bị xuất sớm. Và rất nhiều trường hợp thì các bạn phải sử dụng cái xin số này để giảm độ nhạy cảm bớt đi, cải thiện cái tình trạng xuất sớm đó vì trước đây các bạn đã tự xử. Cái tác hại tiếp theo nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả về đạo đức. Cụ thể ở đây là suy đồi đạo đức. Suy đồi đạo đức là suy nghĩ lệch lạc nè, có những cái hành vi tình dục sai trái, không lành mạnh và nó ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của các bạn sau này. Ngoài những ảnh hưởng không tốt về mặt sức khỏe, thì việc nam giới có ham muốn và nhu cầu quá cao như vậy, nó cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình. Và mình đã chứng kiến rất nhiều gia đình khi mà chồng có cái ham muốn quá cao, đêm nào cũng đòi hỏi là vợ chồng phải quan hệ. Nếu như ngày 1, ngày 2, 1 tuần, 2 tuần thì điều đó không sao. Nhưng mà nếu như cái tình trạng này nó cứ diễn ra lâu dài cả năm trời, các bạn không hiểu tâm lý của người phụ nữ như thế nào, phải không? Họ cảm thấy sợ hãi, họ cảm thấy rất là ám ảnh, bởi vì ban ngày họ đã phải làm công việc rồi mà về nhà lại chăm sóc nhà cửa, con cái rồi rất nhiều thứ trong một ngày như vậy á, thì họ sẽ cảm thấy là vô cùng mệt mỏi. Nhiều khi là đi ngủ là họ chỉ muốn một cái giấc ngủ thật là ngon, thật là bình yên để phục hồi sức khỏe để sáng hôm sau để làm tiếp công việc mà thôi. Nhưng mà sao ạ? Đêm nào thì chồng cũng quay sang đòi hỏi
nói, không chiều chồng thì chồng lại cáo gắt trách móc thế này thế nọ, và khi chiều chồng thì sức đâu mà chiều nhiều như vậy, phải không nào? Cho nên là nhiều chị em phụ nữ cảm thấy rất là sợ hãi, cảm thấy rất là ám ảnh tới mức là họ chỉ muốn ly hôn chồng và không thể nào chịu được cái cảnh này nữa. Đêm nào cũng thấy ông chồng mình là như cọp rồi, thế thì rất là sợ. Và khi mà người phụ nữ mà cái việc mà quan hệ nó không còn là cái hứng thú nữa, nó không còn mỗi cuộc yêu nó đem lại cảm xúc thăng hoa nữa, mà nó chỉ là cái nỗi ám ảnh và nỗi sợ hãi thôi, thì dần dần họ sẽ bị giảm ham muốn. Và hai vợ chồng sao ạ? Họ sẽ ngày càng giảm ham muốn, nó sẽ ngày càng giảm xuống, và nó sẽ mất cân bằng, nó sẽ mất hòa hợp trong giữa hai vợ chồng, và gia đình cũng sẽ dẫn tới cái tình trạng là tan vỡ, không hạnh phúc. Rồi rất nhiều trường hợp thì sao ạ? Khi mà vợ không đáp ứng được nhu cầu quá cao của chồng thì có những anh chồng là lén phén đi ra ngoài để mà tìm của lạ để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Có những anh chồng là công khai luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ quay sang họ nói với vợ là bởi vì cô không đáp ứng được cái nhu cầu của tôi, cho nên là tất nhiên là tôi phải đi ra ngoài để thỏa mãn cái nhu cầu. Và đầu tiên cái việc mà chồng ngoại tình đã đi ra ngoài như vậy thì nó đã khiến cho cái cuộc hôn nhân của chính các bạn bị tan vỡ rồi. Ngoài ra không chỉ hôn nhân tan vỡ đâu, mà cái việc mà chúng ta đi ra ngoài ngoại tình rồi quan hệ ngoài luồng như vậy, nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm thông qua cái đường tình dục. Và đó là những cái hệ lụy. Và nếu như mà các bạn rơi vào những cái trường hợp ham muốn quá cao như vậy thì chắc chắn rằng các bạn nên cân nhắc và tiết chế lại cái ham muốn của mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình.